Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Online. Và hôm nay thì các bạn sẽ giới thiệu anh em một con game MMORPG có tên gọi là Nika Reborn. Đây, các bạn thấy trên màn hình là mình sẽ có một con game nhập vai như thế này. Game có đồ họa, ôi nó cũng chả có setting gì cả. Game này có tiếng Anh thôi và nó có một cái đồ họa theo kiểu dạng pixel. Đấy. Và bây giờ mình sẽ điều khiển nhân vật nhá. Con game này thì các bạn có thể tải game ở trên Store. Đây, chúng ta sẽ đi chiến đấu. Các bạn sẽ có một nhân vật chính là một con chú cáo như thế này. Và chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ. Game này có auto không ta? Đây, game nó cũng không chỉ dẫn gì nhiều anh em. Đại loại là mình sẽ đi đánh quái, farm quái thôi đúng không nhỉ? Ôi, đánh đủ 100 con quái cơ. Cái này phải có auto nhỉ? Đây, hệ thống bản đồ đây, bản đồ rất là rộng luôn. Dạng game, con game này là game offline mọi người nhá. Game offline thôi, không phải game online đâu. Con gà này cắn đau đây. Rồi, ban đầu là mình sẽ đi đánh con cà này. Ôi, đánh đủ 100 con á. Sao mất thời gian đấy nhỉ? Mình thật thật với anh em là mình vừa đây là mình vào game luôn mà nó cũng chả chỉ dẫn gì mình gì nhiều ấy. Đây, chúng ta sẽ có phần bảng nhiệm vụ này. Nâng cấp kỹ năng rồi đấy, tiêu diệt quái. Ủa, thế này chơi sao ta? Nói thật với anh em là mình chưa biết là phải chơi như nào luôn ấy. Đó, nhặt được vũ khí này. Đây, chúng ta sẽ có các cái loại vũ khí ở đây đúng không? Vừa hiện một cái cung mà nhỉ? Đây là chỗ này là đây, để chỗ này là để mua máu này. Cái này để gì đấy? Đây là một cái hòm. Thôi thật là nó chả chỉ dẫn mình gì nhiều ấy, mình không biết là cái con Nika Reborn này nó chơi như thế nào luôn nữa. Để xem nào. Cái này để teleport này, có mấy tấm bùa này nhưng mình nói thật anh em là mình cũng chưa biết chơi như thế nào á. Đi đánh gà thôi, chưa có kỹ năng gì cả. Game nó cũng không có hệ thống chỉ dẫn nhiệm vụ rõ ràng ấy. Đi đánh mấy con cừu này. Đấy, cái điểm đặc biệt mình thấy là cái con Nika Reborn này là cái đồ họa theo kiểu dạng pixel. Đấy, game này đồ họa 2D thôi. Rồi, mình đã lên level 2 rồi anh em này. Hơi nhận được đồ này. Cái game này chơi sao ta? Ở đây có bảng xếp hạng này. Hiện tại thì mình chưa, tức là ban đầu game này mình thấy nó sẽ chia ba lớp nhân vật là Warrior này, Mage và Barbarian. Thì ban đầu hình như là mình chưa thể chọn chức nghiệp được ấy. Đây mình sẽ mặc trang bị vào này. Nhưng mà nói thật với anh em là mình không biết chơi game này như nào, hay là chỉ có gọi cày cuốc nghe như vậy thôi nhỉ? Tôi cũng không biết là phải đi đâu làm gì cơ. Đây, hệ thống bản đồ này cũng rất là khó nhìn luôn. Khó hiểu quá anh em ạ. Thật sự là mình chưa hiểu cái con Nika Reborn này lắm là nó chơi như thế nào ta. Hơi khó hiểu nhỉ. Chỉ biết nó là một con game MMORPG thôi. Ủa, lại hết máu này. Đây, có bình máu để anh em thể sử dụng nhá. Đấy, sẽ có rất bản đồ rất là rộng và chúng ta sẽ có rất nhiều con quái ở đây. Các bạn thể tiêu diệt quái vật để cày lên cấp này. Đấy, sắp lên level 3 rồi anh em ơi. Lại lên cấp này. Level 10 thì nó sẽ mở kỹ năng thì phải. Thật sự là chưa biết chơi như nào ấy. Hay là chỉ có đánh quái này thôi mà nó cũng không có auto luôn. Đấy, chơi nó sẽ hơi mỏi tay một tí. Game này game mobile nhá. Đấy, đi đánh từng con quái thì chúng ta sẽ kiếm vàng. Và thật là anh em là mình không biết là đi đâu làm gì luôn. Hay chỉ có đánh quái này luôn. Là sao ta? Thật sự là chưa hiểu lắm. Thôi mình cứ đi đánh. Đi thôi. Đây mình chỉ có kiếm gỗ luôn. Tôi nhớ tôi nhặt được cái cung cơ. Chả hiểu đâu rồi. Đánh này tí nữa hết máu lại phải đi mua máu à? Thề đấy, chưa hiểu lắm. Lên level 4 rồi. Đấy, lên level sẽ được tự động đầy máu nhé mọi người nhé. Mặc trang bị mới này. Đó. Ui, con gà lên level 5 rồi anh em ạ. Rất là trâu. Đây, càng ngày quái nó càng lên nâng cấp anh em ơi. Thật sự là mình cũng chưa biết con này chơi kiểu gì đâu. Hay là chỉ cứ nhập vai đánh quái cày cuốc nhảy thôi.
sự là chưa hiểu lắm. Ủa mấy con quái level 5 này nó trâu dã man luôn ấy. Đây có bảng nhiệm vụ này, hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng này. Đấy, nhiệm vụ hàng ngày. Tức là cái con Nike Reborn này nó chỉ có đây nhiệm vụ đi đánh quái này thôi à? Thế là hơi nhạt nhỉ? Mình thấy là hơi nhạt. Dạng game này thì nó hơi mất thời gian một tí ấy. Game này là game online đấy, không phải game offline đâu. Mình thấy là vẫn có người chơi khác này. Sorry anh em nhé, mình cũng chưa tìm hiểu nhiều về con Nike Reborn này. Mình thấy nó ở trên store, mình tải về và mình giới thiệu cho anh em thôi. Nó... Thật sự mà nó cũng chả hướng dẫn gì ấy. Vào game là như thế này luôn thì mình cũng chả biết phải chơi như nào. Nó không phải chơi như con game mobile mà vài các bạn hay chơi. Ui, gần hết máu rồi. Quái lên level 5 nó đánh đau đấy. Đây, mình lên level 5 rồi này. Đây, mình sẽ có cái ngọc này, không biết điểm gì ta. Ôi, nhận được vũ khí nữa này. Rồi, tiếp tục nha. À, chỉ có đánh quái nha thôi anh em ạ. Tức là game này nó sẽ chơi theo kiểu dạng game, một con game MMORPG. Nó hơi cổ điển tí là ban đầu chỉ đi đánh quái anh em thôi, lên cấp. Không biết là bao giờ nó sẽ mở thêm các tính năng mới hoặc là chỉ dẫn nhiệm vụ hoạt động như thế nào. Chỉ sợ là anh em không có kiên nhẫn và đủ thời gian để có thể phù hợp với kiểu chơi như này. Ủa, nó cắn đau chưa? Quái nó khỏe thế. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ có đi cày level thôi. Hơi nhạt nhỉ? Các bạn có thấy nhạt không? Mình thấy là nó cũng chả có gì đặc biệt đấy. Đau thế. Hồi máu phát. Rồi, sẽ đi farm quái này thôi anh em ơi. Nó không có auto thì hơi mỏi tay. Nói thật là nếu mà chơi mobile này thì hơi mỏi tay một chút. Không có auto gì cả. Ồ. Rồi, tiếp tục nha. Đấy, giờ thì đi farm quái thôi. Nhạt nhỉ? Chả gì cả. Đấy, thì đi farm quái nhỉ thôi. Mà thật sự là cái phần bản đồ này tôi cũng chả nhìn ra là mình... Đây, mình đang ở đây đúng không? Nó rộng quá, mà chả biết làm gì. Hình như là game này nó chỉ đi đánh quái này thôi anh ạ. Hơi nhạt. Và làm sao để chuyển chức ta? Tức là mình thấy là nó có những các cái chức nghiệp như kiểu là... Đấy. Warrior này, Barbarian với cả... Mage hay pháp sư gì đó gì đấy. Đây Mage. Đây, mình cũng chưa biết là làm nào nữa. Game nó chả hướng dẫn cái vẹo gì cả ấy. Thực sự là mình không hiểu. Mình giới thiệu này thôi. Còn bạn nào thích chơi thì chơi. Nhưng mình... Kiểu dạng game này thì thực sự mình cảm thấy nó tốn thời gian ấy. Ui, có người chơi khác này. Đúng không? Đây là người chơi khác này. Game MMORPG online nhá. Đúng rồi, game online đấy. Không phải game offline đâu. Đúng rồi, mình tưởng game offline cơ. Bởi vì nó chả chỉ dẫn gì ấy. Quái này đau thế. Giờ mới level 7 anh em ạ. Bây giờ lên level 10 nhỉ. Level 10 như nó mở kỹ năng nhân vật hay gì đó. Nó không có hệ thống nhiệm vụ gì luôn. Nó chỉ có nhiệm vụ hàng ngày là bắt mình kiểu dụ đánh 100 con quái các thứ này nọ. Thì mình đánh thôi. Ui bị quay rồi. Đông quá. Đông quá. Ui không, ăn máu không kêu là toang này. Đông dã man. Rồi, level 8 rồi. Đây, mặc những cái trang bị cấp cao hơn nhá. Cái này làm gì ta? À, cộng 50% XP này. Ngon, dùng cái này để đánh lên cấp cho nhanh. À, lúc đầu không biết mà dùng. Thả nào lên cấp hơi chậm anh em ạ. Rồi, đi tiếp thôi. Chắc là phải đánh mấy con quái cao hơn cho nó lên cấp nhanh hơn anh em ơi. Đấy, bây giờ cộng thêm 50% XP thì mình sẽ lên cấp rất là nhanh nha. Cố gắng chơi lên level 10 mình thử xem nó có gì đặc biệt hay không chứ còn
Ở đây mình thấy là nó cũng chưa có gì đặc sắc lắm. Tốn máu quá. Ủa, nó đánh đau thế. Đây, toàn quái level 5 này, mình sẽ đi lên cao xem có quái level cao hơn không. Toàn mấy con quái cũ thôi nhưng mà nó có sự nâng cấp về level ấy. Nói thật anh em là mình đã không biết đi đâu. À, cái này có thể teleport về làng này. Thôi, mình sẽ đi farm quái thôi. À, đây có người chơi khác này. Tôi thấy có ông level 40 mấy, chúng họ cày cũng ghê phết. Game này đúng là kiểu cái con Nike Reborn này, dành cho những bạn anh em nào mà thích kiểu dạng game nhờ vai cày cuốc truyền thống ấy. Ui, con này level 10 ạ, vãi. Quái level 10. Ui, nó cắn rất là đau. Đánh mấy con này rất là khỏe và nó sẽ rất là tốn máu nha. Được cái là sẽ lên cấp nhanh hơn. Rồi, lên level 9 rồi này. Đây, đánh gà level 10. Cái này không biết là party được với nhau nhỉ? Party được thì nó sẽ nhanh hơn. Đánh cùng nhau được đấy nhỉ? Đó, đánh này cho nhanh. Đấy, ông ấy level 30 này. Vãi. Sau này các bạn thấy là nhân vật nó sẽ có rất là nhiều hình dáng khác nhau nhá. Sẽ có rất là nhiều hình dáng khác nhau luôn. Quái đâu hết rồi? Level 11. Ui, cắn đau đấy. Đau thế. Ui, bọn này nó trâu hơn mình rồi. Cắn đau dã man đấy anh em ạ. Sắp đánh đủ 100 con rồi. Ui, level 13 này. Ui, đánh bọn này tốn máu anh em ơi. Đánh không cẩn thận là toang. Có lẽ phải xuống dưới đánh thôi. Đánh trâu quá, đánh không... Không ổn, không ổn. Tốn máu quá. À, còn 40... Ui, nó đánh vèo phát hết quái của mình rồi. Hưởng ké tí anh ơi, đánh cho em hưởng ké tí. Thôi xong, vỡ mồm. Rồi, mình chết thì mình sẽ về làng nhé mọi người nhá. Căng ngã man. Rồi lại đi tiếp thôi. Đấy, con game Like a Ribbon này nó chơi như vậy à? Thật sự là anh em là mình kiểu dạng game nhập vai cổ điển ấy. Chỉ có đó đi farm quái là lên cấp các kiểu thôi. Đấy, một quái level 2 này thì nó rất là ít XP. Muốn nhanh hơn chúng ta sẽ phải lên mấy con quái level cao hơn anh em ạ. À, đánh mấy con level 5 này hợp lý này. Sẽ không quá tốn máu và XP cũng khá là ok. Rồi mình chỉ cần chơi thử nốt lên level 10 này xem nó có gì đặc biệt hay không thôi. Chứ còn lại thì mình cũng chưa thấy hứng thú con game này lắm. Nói chung là tùy người thôi. Bạn nào mà chơi thì... Cái này như kiểu kỹ năng nhỉ? Nói chung là không có gì đặc biệt lắm. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em về con game MMORPG có tên gọi là Nightcall Reborn nhé. Bạn nào quan tâm thì có thể tải game chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Game Live. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!